Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô tầm sinh cứu khổ cứu nạn nguyên ứng linh cảm hóa độ chúng sanh Quan Thâm Bồ Tát. Hôm nay là ngày 25 Tết, là chuẩn bị năm Bính Thân qua đi, năm Đinh Dậu sẽ đến. Tất cả các mạnh thường quân, các anh em nghệ sĩ, hội văn nghệ sĩ cũng có mặt tại Mật Thất để làm cái công tác xã hội chăm lo cho người nghèo ăn Tết ở địa bàn phường An Phú Đông, quận 12. Thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước, ở Mỹ, Canada, Úc và trong Việt Nam, trong nước. Và tất cả các mạnh thường quân, nghệ sĩ, hội văn nghệ sĩ cũng đã đến phát quà. Thì qua đó thì cũng xin chúc quý vị, bà con nghèo một năm cái Tết thật là vui vẻ, hạnh phúc và được tràn đầy may mắn, gặp được nhiều may mắn nữa, thoát được cái nghèo, thoát được cái khó khăn để trở thành một người thoát, một người không còn nghèo nữa, để cùng với Ba La Mật Đa làm từ thiện nữa, chứ không phải phát quà với Ba La Mật phải phát quà, mà mấy người đó cùng đồng hành. Thì qua đó thì cũng có ca sĩ Dương Ngọc Thái, ca sĩ diễn viên Quý Bình cũng đồng hành với thầy trong cái chuyến từ thiện ngày hôm nay. Thì Dương Ngọc Thái sẽ có đôi lời với bà con. Dương Ngọc Thái kính chào bà con. Hôm nay cũng muốn duyên lành lên mật thất của thầy Ba La Mật Đa để tham dự cái ngày phát quà cho bà con nghèo ăn Tết. Thì Thái cũng như diễn viên Quý Bình đây cũng có mặt hôm nay, và con có nhiều anh em nghệ sĩ nữa, giống như là anh Nhật Cường rồi ca sĩ Hằng Thái Tú cũng có mặt ở đây để phát quà, và hôm nay đã về trước rồi công việc. Và Thái với Quý Bình ở đây thì cũng thầy cũng nói nhiều rồi, thì Thái cũng kính chúc cho bà con mình một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, và hy vọng là năm sau bà con mình không phải là đến nhận quà nữa, mà đến cùng hội thầy để phát quà, cùng góp sức góp tay vô để phát quà cho những người nghèo hơn nữa. Lá lành đùm lá rách đùm lá rách hơn. Đó, nên chúng ta cố gắng năm nào cũng được như thế này, rất là hay. Thầy Ba La Mật Đa là một cái người cũng là cùng anh em nghệ sĩ đi tình nguyện, đi giúp đỡ người nghèo trên cả tất cả các nơi trên nước Việt Nam này, chứ không phải riêng ở đây. Và hôm nay là tại mật thất của thầy, con cũng cũng kính chúc thầy sức khỏe và mạnh khỏe, và luôn luôn tu tập tinh tấn, và luôn luôn có những chuyến từ thiện như thế này. Thái không hứa năm gì, nhưng mà khi nào thầy phát nguyện đi từ thiện thì Thái cũng, nếu mà không đi được thì cũng đi, không đi được thì cũng gửi thầy để tiền để thầy phát quà cho bà con dùm. Cái đó là năm 2007 này Thái cũng muốn làm chút giúp đỡ cho người nghèo, chút công đức để năm nay bà con mình ăn Tết vui vẻ. Cảm ơn rất nhiều. Cũng xin cảm ơn Phật tử Dương Ngọc Thái, pháp danh Quảng Minh, và sau đó là Phật tử Quý Bình, cũng là một người con cũng cùng quê hương ở đây là Hóc Môn. Hồi xưa là ở đây quận 12 này là cũng chung với Hóc Môn, mà sau này là tách thành là quận 12. Thì thầy cũng được mời được Quý Bình về đây. Xin Quý Bình có đôi lời chia sẻ cuối năm ạ. Dạ, con cảm ơn thầy. Thực sự Quý Bình rất là cảm ơn duyên trời, cái duyên hạnh ngộ đã cho Quý Bình được gặp thầy Ba La Mật Đa đây, và được cùng với anh Dương Ngọc Thái và nhiều anh chị em nghệ sĩ khác đã có một cái ngày để mà phát tâm, phát nguyện đối với bà con nghèo, để chia sẻ những cái khó khăn cho bà con nghèo. Với những ngày trước Tết chuẩn bị đón cái Tết năm Đinh Dậu như thế này, phải nói không những quý bà con sẽ cảm thấy ấm lòng, mà chính chúng tôi đây cũng sẽ cảm thấy ấm lòng vô cùng khi mà được chia sẻ với quý bà con những cái khó khăn như vậy. Và hy vọng rằng với những gì mà thầy Ba La Mật Đa cùng với anh em nghệ sĩ chia sẻ trong ngày hôm nay, thì mọi người sẽ có một cái Tết thật là đầm ấm, an vui và hạnh phúc. Và không ai muốn nhìn thấy chúng ta cứ đeo đẳng hoài trong cái nghèo cả, mà hy vọng rằng sẽ còn có nhiều những cái người như chúng tôi đây muốn được chia sẻ, muốn đóng góp nhiều hơn, để rồi mai này qua năm mới chúng ta sẽ không thấy có những cái mảnh đời nghèo khó hay bất hạnh xung quanh chúng ta nữa. Và đó là cái tâm nguyện lớn nhất của Quý Bình cùng với thầy Ba La Mật Đa và tất cả những anh em nghệ sĩ khác. Và xin chúc cho thầy luôn thật nhiều sức khỏe thầy nha, và luôn sẽ vững được cái tâm mình để mà làm ra được những cái chương trình, những cái ngày cho phép con gọi đây là ngày hội cho bà con nghèo. Và hy vọng rằng mọi người sẽ cùng nhau đón một cái Tết thật là ý nghĩa bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình.
Thầy cũng xin cảm ơn Quý Bình. Và trong những năm, trong năm vừa qua, năm 2016, thầy cũng làm rất là nhiều cái công tác từ thiện. Có nhỏ đôi lúc cũng có những người thương, cũng có những người ghét, cũng có những người thương hâm mộ, nhưng mà những cái lúc thị phi đó mới nuôi dưỡng cái tâm từ bi, cái trí tuệ chúng ta để thoát được, để con đường đạo chúng ta nó vững bền hơn nữa. Đôi lúc đi những nơi có những người mình cho quà mà vì tùy duyên á, họ không hiểu, họ lại có cái khẩu nghiệp không tốt. Nhưng mà vì đó là những cái sự tu của chúng tôi, và trên con đường một người thầy tu cũng giống như một người nghệ sĩ gì đó, cũng có người hâm mộ, cũng có người thị phi, những cái lời nói nó cũng không, nó không có hay cho lắm. Nhưng mà lấy những cái đó là những bài học để cố gắng mà tu hơn nữa. Mà giống như Đức Phật năm xưa đã vượt qua mọi ma quân, rồi vượt qua đủ thứ hết để mới thành đạo. Và đến đạo Phật ngày hôm nay, vững bền đến hôm nay là hơn 25 thế kỷ, thì đạo Phật là một đạo mà tin chắc rằng người con Việt Nam cũng như cả thế giới đều theo. Thầy mong rằng sẽ có nhiều người hướng đạo hơn nữa, hướng việc đạo rồi hướng việc thiện để giúp đỡ những người khó khăn hơn nữa. Và mình chia sẻ cái lòng từ bi, chứ không dám nói là mình nuôi người ta có thể nuôi cả suốt đời, mà mình nuôi người ta từ cái tâm hồn, cái tâm từ bi gieo duyên để người ta, để cho người ta biết rằng đạo Phật đang quan tâm và họ luôn hướng đạo để đem con đường tốt đẹp. Năm mới, thầy lần cuối cùng nữa, thầy xin xin lỗi những người nào trong năm qua mà không có đúng ý hoặc là Phật ý, thì cũng xin chân thành xin lỗi và sám hối tất cả quý vị. Còn thầy cũng xin cảm ơn trong năm qua tất cả những người hâm mộ thầy và luôn đồng hành với thầy, một năm được thành công hơn nữa. Năm mới Đinh Dậu là năm con gà, thành công hơn nữa để làm phước thiện. Rồi lần cuối cùng xin chúc mừng năm mới tất cả các anh em nghệ sĩ, xin chúc mừng năm mới. Thầy Ba La Mật Đa là một người thầy, đây là cái tỉnh thất của thầy, cũng là thầy tu tại gia. Và cái thầy, những cái vườn mai như thế này, thầy quý vị cũng biết là thầy La Mật Đa là thầy nuôi dưỡng và trồng cái vườn mai như thế này, để thầy mỗi năm thầy bán cũng như là nuôi dùm cho người ta ở đây, để thầy lấy số tiền đó thầy làm việc thiện giúp đỡ người nghèo trong nguyên một năm. Đó là những cái vườn mai của thầy, rất là nhiều cây mai rất đẹp, và số tiền mà thầy thu được từ cái vườn mai này thì chăm sóc, thầy phân bón được cả năm trời, giữ cây mai cho người ta, rồi những cây mai thầy bán nữa, có những cây mai thầy bán nữa và đem tới số tiền đó để giúp đỡ cho người nghèo, giúp đỡ cho sự nghèo khổ và tất cả những người cần giúp đỡ trong vòng một năm. Cứ năm nào thầy cũng kiếm được khoảng 100 mấy 200, thì 100 mấy 200 đó thầy chia ra thầy làm từ thiện cho tất cả những người nghèo khổ. Bây giờ Dương Ngọc Thái cũng như Quý Bình và thầy xin mời quý vị đi thăm vườn mai của thầy. Rồi quý vị nào có nhu cầu thích tham quan vườn mai của thầy, 1423 Trạc 3D, khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12, để đến đây để tham quan vườn mai và mua mai cho chính thầy trồng, thầy mua xong gửi lại cho thầy sẽ nuôi dưỡng cây mai dùng cho mình.